nha. Khi con rồng mà nó đem ra thì nó sẽ đẹp như vậy nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó các bạn nha, cá rồng đó các bạn nha. Khi mà rồng con rồng bằng nón lá này nó sẽ khi mình kéo ra các bạn, là cái thân rồng nó sẽ nón lá thành kết như vậy nha các bạn nha. Rồi mình nghĩ đây là lần đầu tiên của Việt Nam mình có một con rồng như vậy luôn các bạn. Như nghĩ đường nha các bạn nha, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, đây đây đang xếp những con rồng lại nha các bạn. Đây là rồng nón lá nha các bạn nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây là phần đầu rồng của em nói nha. Đây là phần đuôi, đây là cái phần đuôi nè, phần đầu này nè. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Đây là những cái nón lá nha các bạn nha. Đây là cái chuông của em nó nè. Đây, kết bằng từ những cái nón lá rất là gọi là bắt mắt luôn các bạn. Rất là hay luôn các bạn ơi. Đúng là các nghệ nhân làm cái đầu rồng này rất là đẹp luôn các bạn. Đây đoàn của rồng là của Nhơn Nghĩ Đường nha các bạn nha. Đây là cái phần đầu rồng này. Đây nha các bạn nha, đây là phần đầu rồng nha các bạn. À, nhìn các bạn thấy chất chơi không? Đây là râu. Quá là đẹp luôn nha các bạn nha. Đây, đây là em rồng bằng nón lá. Siêu chất, siêu vip. Bên này, còn bên này là em rồng bằng bằng những cái vảy nha các bạn ơi. Làm những cái vảy nha các bạn ơi. Wow, vảy lông này lấp lánh nó cũng rất là đẹp luôn các bạn. Wow. Đấy, siêu chất nha các bạn, siêu vip luôn. Đây, đây là hai em rồng các bạn ơi. Một em rồng là bằng vảy. Bên này là một em rồng bằng nón lá. Đây các bạn thấy đẹp không? Mình thấy thì năm nay là năm con rồng nữa là làm chế làm ra được một em rồng em này thì gọi là rất là bị đã các bạn nha. Đó, và được hút khách rất là nhiều. Đây, bên này là rồng chắc rồng đực các bạn ơi. Đây có cái mũ nữa các bạn. Đó, bên này chắc em rồng non lá chứ em rồng cái các bạn ơi. Wow, rất là đẹp và rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Một từ thôi. Quá mê, quá đã luôn các bạn ơi. Đây, các bạn hãy và kênh mình để xem những video tiếp theo về những em rồng này nha các bạn nha. Đó, các bạn có thể kiếm Nhơn Nghĩ Đường để xem những em rồng này đẹp như thế nào nha các bạn. Thôi bye bye. Anh cũng lỗi rồi, anh của mày á. Wow. Đây các bạn ơi. Đó, bây giờ Nhơn Nghĩ Đường đang đem những đầu rồng này nha các bạn. Bỏ lên xe và đi về. Hôm nay là một buổi khai quang điểm nhãn các bạn nha. Đây là đuôi rồng. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, nó cực kỳ là chất luôn nha các bạn nha. Chị em rồng này đang được đem lên xe nha các bạn nha. Đó. Đây các bạn ơi, rồng đã được bỏ lên xe. Thôi video đây thì mình cũng xin kết thúc nha các bạn nha. Mình sẽ quay đến để các bạn vui vẻ thôi. Các bạn xem video hay đừng quên cho mình những cái like, đăng ký, chia sẻ để xem những video tiếp theo của mình nhé các bạn nha. Bye bye, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.